Mỗi phút, 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ trên toàn cầu. Lượng rác thải do con người xả ra đủ để phủ kín 4 lần diện tích trái đất. Rùa biển, cá voi chết vì ăn phải rác thải nhựa. Trong đó, 13 triệu tấn rác thải nhựa trôi nổi ra đại dương. Đến năm 2030, sẽ có thêm 100 triệu tấn nhựa gây ô nhiễm các hệ sinh thái toàn cầu. Nếu rác thải nhựa tiếp tục được thải ra với tốc độ như hiện nay, thì đến năm 2050, rác sẽ nhiều hơn cá ở các đại dương. Khi biết được những thông tin trên, tôi tin rằng không chỉ riêng bản thân tôi mà tất cả mọi người đều cảm thấy lo sợ và nhắc nhở bản thân cần có trách nhiệm hơn với môi trường. Để cuộc sống của mình trở nên xanh hơn, thân thiện và bảo vệ môi trường, tôi đã bắt đầu từ những việc đơn giản, sử dụng túi dù để mang đi chợ, hạn chế túi ni lông, sử dụng ống hút cá nhân thay vì ống hút nhựa. Tuy nhiên, bản thân tôi thấy đó là chưa đủ. Không chỉ là các vấn đề về môi trường, tôi nhận thấy rằng dầu mỏ dùng trong sản xuất nhựa thông thường là nguồn nguyên liệu hữu hạn, chắc chắn rằng trong tương lai sẽ phải có các sản phẩm thay thế nhựa. Do đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về các giải pháp thay thế nhựa tối ưu hơn. Và tôi đã tiếp cận đến với kiến thức về một loại nhựa có tên là nhựa phân hủy sinh học polyhydroxyalkanoate PSA. Đây là một nhóm các polymer có khả năng phân hủy sinh học, được tích lũy khi nuôi cấy vi sinh vật, không độc hại, có khả năng tương thích sinh học, chịu nhiệt và đàn hồi tốt. Do đó, trên thế giới, PSA được sử dụng rất rộng rãi trong đời sống. Thật may mắn khi trong khoa sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nơi tôi đang theo học, có phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Văn Thược. Thầy đã theo đuổi hướng nghiên cứu về PSA trong nhiều năm qua. Dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy, cũng như sự giúp đỡ của thầy cô, các anh chị trong bộ môn công nghệ sinh học, vi sinh, khoa sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tôi đã từng bước hoàn thiện được đề tài nghiên cứu của mình và có được những kết quả khả quan. Trong suốt thời gian nghiên cứu, em đã học hỏi được rất nhiều điều, có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Các bạn đã bao giờ ngủ qua đêm tại phòng thí nghiệm chưa? Còn tôi, số ngày ăn, ngủ, nghỉ tại phòng thí nghiệm đã không còn tính được nữa. Những ngày sinh hoạt ở phòng lab cùng các anh chị như một gia đình thứ hai đã khiến tôi càng yêu và say mê nghiên cứu. Cảm ơn thầy, phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Văn Thược đã là người dìu dắt, luôn quan tâm, yêu thương chúng em. Cảm ơn chị Loan và các anh chị trong phòng lab bộ môn công nghệ sinh học vi sinh đã chỉ dẫn và đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua. Trong tương lai, em sẽ tiếp tục theo đuổi hướng nghiên cứu này và mong rằng sẽ có thể góp một phần vào công cuộc bảo vệ môi trường của toàn thế giới.